Xin chào tất cả các bạn. Và để tiếp tục với các video về hướng dẫn kỹ thuật cơ bản thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn kỹ thuật Smart cơ bản. Và như các bạn đang được quan sát ở đây thì huấn luyện viên Huỳnh Tuấn Dương của Golden Tennis Academy đang thực hiện kỹ thuật Smart của mình. Đây, các bạn có thể quan sát. Rồi và ở trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn những bước cơ bản để chúng ta có được một quả smart giống như huấn luyện viên Huỳnh Tuấn Dương đây. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Và để các bạn có một quả smart cơ bản thật tốt thì việc đầu tiên chúng ta phải có cái cầm vợt đúng. Và tương tự như kỹ thuật volley thì smart chúng ta cũng cầm vợt ở cạnh số 2 của cán vợt. Và với smart thì mình cũng chia ra thành 4 giai đoạn, đó là giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn mở vợt, giai đoạn tiếp xúc bóng và cuối cùng là dẫn bóng đi và kết thúc vợt. Thì ở giai đoạn chuẩn bị, tương tự với kỹ thuật volley, đây, vợt chúng ta sẽ để cao ngang tầm mắt, hai chân rộng hơn vai một tí và hai đầu gối chúng ta hơi khuỵu xuống, sẽ có một khoảng cách giữa cánh tay và thân người của các bạn, đây giống như mình như thế này. Và tiếp theo đó là giai đoạn mở vợt để đón bóng. Thì đối với giai đoạn mở vợt thì tùy theo tình huống của quả bóng mà các bạn, chúng ta có thể một là bước chân trái lên để đánh, hai là chúng ta có thể hoặc lùi chân phải về. Và ở đây thì mình hướng dẫn các bạn, chúng ta hãy lùi chân phải về. Đây, từ giai đoạn chuẩn bị, khi lùi chân phải về, đồng thời cánh tay cầm vợt của các bạn chúng ta hãy đưa cao lên, đưa cao lên ra phía sau đầu, đồng thời tay trái các bạn hãy hướng lên vị trí của bóng để chúng ta căn bóng ở phía trên không, đây như thế này. Đồng thời đầu gối phải của các bạn hãy khuỵu xuống, chúng ta dồn trọng tâm về chân phải, chân trái chúng ta thả lỏng ra. Rồi, đây là tư thế mở vợt để đón bóng. Tiếp theo đó, ở bước thứ 3 đó là giai đoạn tiếp xúc bóng. Thì ở giai đoạn này chân phải chúng ta sẽ bắt đầu xoay, đồng thời xoay hông và xoay vai. Đây, xoay hông xoay vai đi lên trên, vợt chúng ta sẽ hạ xuống dưới và từ dưới chúng ta sẽ đánh thẳng lên vị trí trên cao nhất khi chúng ta với cái vợt lên như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy gót chân của mình cưỡi lên, hông mình xoay về trước và vai mình sẽ đánh lên phía trên. Đồng thời tay trái chúng ta sẽ chuyển động theo và hướng xuống phía dưới đặt ở ngang hông này. Và vị trí tiếp xúc bóng của các bạn có thể là ở phía trước thân người của các bạn một tí ha. Chúng ta hãy cố gắng không đánh quả bóng ở ngay trên đỉnh đầu hoặc là ở phía sau này. Sau này những cái này khi nâng cao thì nó tùy thuộc vào tình huống bóng thì các bạn sẽ sử dụng sau. Còn bây giờ hãy tiếp xúc bóng ở phía trước thân người này. Và sau khi tiếp xúc bóng xong là giai đoạn dẫn bóng đi và kết thúc. Thì ở đây dẫn bóng đi chúng ta hãy dẫn thẳng vợt về phía trước và sau đó thả lỏng vợt dần để vợt đi xuống tự do, kết thúc ở về phía bên vai trái giống như là kỹ thuật giao bóng đây. Và các bạn có thể tay trái chúng ta hãy đỡ nhẹ vợt, đỡ nhẹ vào phần cán vợt như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện lại. Chuẩn bị, mở vợt. Rồi, xoay chân, xoay hông, xoay vai, đánh vợt lên cao, tiếp xúc bóng ở vị trí trước người và sau đó là dẫn bóng đi và thả lỏng để kết thúc động tác. Rồi mình sẽ thực hiện lại. Chuẩn bị, mở vợt, tiếp xúc bóng và kết thúc. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện nhanh hơn một tí ở động tác smart. Chuẩn bị, mở vợt. Rồi, chuẩn bị, mở vợt. Và tiếp theo đây sẽ là động tác kỹ thuật smart khi chúng ta bắt đầu tiếp xúc với bóng. Rồi mình cũng sẽ chia thành những giai đoạn nhỏ để các bạn dễ thực hiện. Rồi các bạn hãy tiếp tục theo dõi nhé. Vâng, và đối với lại hướng dẫn kỹ thuật smart với bóng thì hôm nay sẽ có huấn luyện viên Huỳnh Tuấn Dương sẽ cùng với mình thực hiện kỹ thuật smart này. Và ở kỹ thuật smart thì mình cũng sẽ chia ra thành là đánh bóng tĩnh và đánh bóng khi mà mình bắt đầu đưa bóng từ bên kia lưới sang. Thì đối với đánh bóng tĩnh ở đây là huấn luyện viên Huỳnh Tuấn Dương sẽ chủ động tung bóng lên phía trước và sẽ tự đánh bóng luôn. Và có thể là đây thì các bạn có thể cầm vợt cao lên một tí để chúng ta có thể dễ cảm nhận được quả smart và nó sẽ giúp các bạn thực hiện đơn giản hơn ở cái kỹ thuật smart cơ bản này. Rồi bây giờ huấn luyện viên Huỳnh Tấn Dương sẽ cầm vợt cao lên một tí, cầm vợt cao lên rồi sẽ thực hiện từng quả bóng tung nhẹ lên và sẽ đánh quả bóng ở trên cao. Đúng rồi, tung mẹ lên rồi đấy. Và ở cơ bản để các bạn có thể dễ dàng hơn thì chúng ta hãy để sẵn vợt lên sau vai luôn và bóng chúng ta sẽ tung nhẹ lên và đập. Rồi đấy. Và sau đó các bạn hãy kết thúc, kết hợp luôn với động tác kết thúc vợt qua bên kia. Rồi, tiếp tục nào.
đưa vật lên vai. Rồi, ok. Sau khi đã thực hiện động tác này khoảng từ được 10 đến 15 quả bóng thì tiếp tục sẽ là mình sẽ bắt đầu đưa bóng nhẹ bằng vợt sang bên kia lưới để cho huấn luyện viên Huỳnh Tuấn Dương thực hiện quả smart của mình. Và bây giờ thì mình sẽ đứng ở bên này lưới và đưa bóng qua bên kia để huấn luyện viên Dương thực hiện quả smart của mình. Và đối với giai đoạn này thì đầu tiên thì huấn luyện viên Dương cũng sẽ để vợt sẵn lên vai trước. Đây, sẽ đưa vợt sẵn lên vai trước và đợi bóng tới và sẽ đập smart. Rồi, ở tư thế chuẩn bị thì hai chân sẽ đứng ngang cộng bằng vai. Rồi. Rồi, lùi chân phải ra. Rồi. Các bạn lưu ý là khi chúng ta bắt đầu tập luyện quả smart thì chúng ta hãy không dùng cổ tay để thực hiện kỹ thuật của mình, bởi vì nó sẽ dễ làm ảnh hưởng đến sự chấn thương ở cổ tay của các bạn. Rồi, và các bạn nhớ là chúng ta cũng chỉ đập nhẹ nhàng thôi. Đấy, chúng ta có thể làm quen cũng như là có cảm giác với bóng tại giữa sân nhẹ nhàng. Đấy. Vừa rồi thì mình cùng với lại huấn luyện viên Huỳnh Tuấn Dương đã cùng hướng dẫn cho các bạn về những bước cơ bản để chúng ta có thể sử dụng được kỹ thuật smart. Và mình hy vọng rằng các bạn chúng ta từ những video này sẽ có được một kỹ thuật đập smart hiệu quả và tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.